Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải van chở được 5 người và có một cái khoang hàng lớn nhất phân khúc, ngoài ra nó có một cái trọng tải lên tới 700 kg, thì xin trân trọng giới thiệu đến các bạn chiếc xe tải van Đông Ben X30 V5 phiên bản hoàn toàn mới 2020. Các bạn hãy cùng đón xem. Chào mừng các bạn đã quay lại với Đông Ben Mỹ Đình ô tô thiện nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van 5 chỗ của nhà máy Đông Ben, một phiên bản hoàn toàn mới 2020. Mình xin nhấn mạnh rằng cái phiên bản 2020 này các bạn sẽ chở được nhiều hàng hơn. Trọng tải của các bạn nó được nâng lên từ 490 lên tới 700. Thì đó là một trong những cái điểm đặc biệt mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Cái sản phẩm này cũng mình đã bán rồi, tính đến hôm nay là giữa tháng 3 năm 2020 thì cái sản phẩm mình đã bán cho ra thị trường rồi. Chúng ta có một cái chiếc xe màu lâu đất rất là đẹp, rất là độc đáo. Chúng ta vẫn có một cái chiếc xe X30 giống hệt những chiếc xe với vẻ bề ngoài giống hệt những chiếc xe đời 2019. Các bạn sẽ không thấy khác gì cả. Vẫn hệ thống khe nới gió như những chiếc xe BMW, chúng ta vẫn có hệ thống đèn pha bi xê lông, vẫn có đèn sương mù, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Nhưng chất lượng sơn đã được nâng cấp lên từ 11 lớp lên 13 lớp. Các bạn sẽ có một cái kính giảm tốc chất lượng tốt hơn. Chúng ta có mọi thứ đều được tốt hơn từ máy. Máy đã được nâng cấp làm cho nó ổn định hơn và cái hiệu suất sử dụng của nó cũng tốt hơn rất nhiều. Ở đây chúng ta có cái logo của bộ máy của cái sản phẩm này, dung tích là 1.5 lít, công suất cực đại là 80 kW, chỉ ở cái vòng quay là 5.200 vòng, quay trên 1 phút thôi. Với chiếc xe này, so sánh trực tiếp với những sản phẩm cùng với nó là chiếc Kenmo, chiếc Photon hay là chiếc TMT K05S, thì mọi thứ, những chiếc xe kia thì các bạn để ý một chút, vòng quay của nó phải đạt 6.000 nó mới đạt được cái công suất cực đại. Nhưng với cái sản phẩm này chỉ 5.200 vòng quay thôi. Vòng quay chậm hơn thì cho các bạn cái xe bền bỉ hơn, ổn định hơn. Và phiên bản 2020 chúng ta có ghế da. Đấy, chúng ta có lót sàn. Xin lỗi các bạn, lót sàn là mình tặng khách. Rồi chúng ta có ghế da, mọi thứ đã được khác biệt. Chúng ta có kính. Kính này mình đã dán phim cách nhiệt chống 98% tia UV và tia cực tím nha. Các bạn ngồi trong sẽ không sợ đen, nhất là chị em phụ nữ. Chúng ta có mọi thứ vẫn rất quen thuộc, logo Đông Ben dán này. Màu lâu đất thì là màu được sơn qua cái bể điện ly giống như những chiếc xe mới xuất xưởng thôi, vẫn là màu cơ bản. Nghĩa là không phải là nhà máy sơn từ một cái màu khác nha các bạn, một cái chiếc xe chưa sơn và sơn hoàn toàn nó thành một cái màu như này. Chúng ta có một cái tấm chắn điều hòa cực kỳ đẹp. Đấy là điểm đặc biệt của phiên bản 2020 duy nhất tại Đông Ben Mỹ Đình. Chỉ Đông Ben Mỹ Đình mới có cái tấm chắn điều hòa vô cùng đẹp mình tặng cho khách hàng. Cái sàn này mình xin nhấn mạnh thêm một chút, đời 2020 cái sàn này được độ dày nó gấp đôi so với cái sàn năm 2019, từ 2 ly lên 4 ly, cho phép các bạn chở được nhiều hàng hơn mà các bạn không lo rằng cái sàn này nó bị hỏng. Đó thì đấy là cái điểm đặc biệt của 2020. Mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào khoang cabin để xem nó có gì khác biệt. Với một cái sản phẩm màu lâu đất như này, bản thân nó đã là một cái sản phẩm rất đặc biệt rồi. Ngoài ghế ra, ngoài các cái option tùy chọn thì cái xe này mình đăng ký cho khách thì mình cũng lắp thêm cả hệ thống camera lùi, camera hành trình này. Đấy các bạn nhìn thấy camera lùi, camera hành trình. Ghế ra rất là đẹp, rất là đồng bộ với cái xe. Chúng ta có trợ lực lái điện, điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, tất cả mọi thứ cũng rất đầy đủ. Và điểm đặc biệt là Đông Ben X30 là một trong những cái chiếc xe mà trong phân khúc của nó có cái ngoại thất đẹp nhất, cái nội thất đẹp nhất. Các bạn so sánh trực tiếp với các sản phẩm cạnh tranh thì không có một cái sản phẩm nào mà có cái cabin rộng như cái xe này và cảm giác lái tốt như cái xe này, đặc biệt là khi các bạn trên vô lăng và các bạn thử đi nó. Đấy. Rồi. Qua video này thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái phiên bản xe Đông Ben X30 2020 khác biệt hoàn toàn so với đời 2019. Từ chất lượng sơn, chất lượng khung gầm, chất lượng thép cho tới cảm giác lái cũng tốt hơn và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, mình xin nhấn mạnh một chút nữa là chúng ta có thể chở được cái hàng hóa, lượng hàng hóa trọng tải là 700 so với 490 trước kia. Nếu bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.